Vì nó là muốn cho tất cả những cái mà màu ba thập đỏ đó là cờ vua Thành Thái, là cờ của chung của nước Việt, chứ nó không phải là cờ riêng của ông Thiệu nha. Tại Việt Nam không có hiểu về lịch sử. Cờ đó 1138 mà vua Thành Thái chế ra là cờ vàng ba sọc đỏ là cấm ở Hà Nội rồi. Trước khi có cờ đỏ sao vàng hay là cờ màu xanh mà cờ giải phóng miền Nam á, là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã treo ở Hà Nội rồi. Nhưng mà cái thế hệ mới này nó không có biết về cái lịch sử đó, cho nên lá cờ đó không phải là của Nguyễn Văn Thiệu hay Mỹ Ngụy hay là Ngụy Quyền, Ngụy Quân hay là đánh đuổi Mỹ, không phải đó. Thì muốn mà lấy lòng 6 triệu người về trong thời gian đầu á, để mà mọi chuyện mình, mỗi một lần mình đi ngoại thương á, giấy tờ nó khó lắm, thì nó có sẵn. Sau đó mình chọn một cái lá cờ mới, chứ phụ nó rồi đâu, nó đâu phải là lá cờ nó nằm trở lại rồi thua rồi thắng, thắng là thua, nó không phải. Nó chỉ là temporary, tạm thời thôi, dịch vậy đó. Trời ơi, mấy vị nói sao cho phụ nói y chang vậy, còn tin cho phụ không tin thôi, nói vậy. Còn muốn mà tự ý hỏi mình á, thôi làm ông trời luôn đi. Cái đám trẻ Việt Nam giờ nó muốn làm ông trời á, nó không có nghe lời, nó cứ nghĩ là mình chống cộng. Chứ có chống cộng không, mấy con thấy vụ chống cộng không? Trời, với cộng ngồi đẩy đây đó nó, trời quá trời.